Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi trong tuần mới của 12 con giáp. Vậy thì trong cái tuần kế tiếp đây, từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 4 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 âm lịch ấy, thì sẽ con giáp nào may mắn, con giáp nào xui xẻo và những con giáp cần phải chú ý những cái điều gì để có được lại cái may mắn hanh thông cho mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tử vi của những người tuổi Tý trong cái tuần mới từ ngày 23 tháng 2 âm lịch đến ngày 29 tháng 2 âm lịch. Thì trong cái tuần mới này thì nói chung đây là một khoảng thời gian khá là trầm lắng đối với những người tuổi Tý. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian đầu tuần thì những người theo con đường công danh sự nghiệp, các bạn cần phải hạn chế nảy sinh những cái mâu thuẫn, những cái thị phi với đồng nghiệp. Như vậy thì sau đó công việc mới có thể tiến triển thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, phương diện tài chính cũng chưa có những bước tiến triển nào đáng kể. Ngoại trừ những người làm nghề tự do thì có thể nhận được một khoản tiền thù lao vào cái thời điểm đầu tuần. Vì thế, cái thời điểm này các bạn cần phải hạn chế đầu tư, kinh doanh hay là mua sắm tốn kém, kẻo lại dễ thất thoát về mặt tiền bạc. Bên cạnh đó, trong gia đình của những người tuổi Tý hoặc là các cặp đôi ấy, thì vẫn thường xảy ra những cái mâu thuẫn với bạn đời của mình vì những chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí, có người còn rơi vào cái cảnh là vợ chồng bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Những cái làn sóng ngầm sẽ rất dễ gây ra những sự đổ vỡ trong các mối quan hệ. Nhưng mà trong thẻ hôm nay thì lại có cát tinh nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ giúp cho nhân duyên của những người độc thân thì có nhiều cái khởi sắc hơn. Tuy nhiên, vì các bạn không chịu chủ động nên là cái mối quan hệ với ai đó cũng chỉ được một cái thời gian ngắn mà thôi. Có lẽ các bạn vẫn còn có thể gì phải tìm ra nửa kia phù hợp với mình hơn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Tiếp theo, con giáp thứ hai chúng ta xét đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong cái tuần mới này ấy, thì nói chung nó cũng có những cái bước tiến triển đáng mừng. Được nhiều cát tinh nó soi chiếu và được gì thần tài tương trợ giúp đỡ. Nên là các bạn sẽ tìm được cái cơ hội để thể hiện cái điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí còn có cơ hội chạm tay vào cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bên cạnh đó, việc kiếm tiền thì càng đến cái khoảng thời gian cuối tuần ấy, thì lại càng thuận lợi hơn. Nhiều cát tinh nó vây quanh, nó cho thấy là dù các bạn làm nghề gì đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ có khoản tiền thưởng hoặc là tiền lãi dư giả. Nói chung ấy, trong tuần này thì các bạn cũng có thể cân nhắc thêm những các kế hoạch đầu tư hay là mở rộng quy mô kinh doanh. Bên cạnh đó thì ngoài ra ấy, những người tuổi Sửu cũng có thêm nhiều cái cát tinh chiếu mệnh. Vậy nên quý vị có thể để kiếm tiền và có được cái danh tiếng ấy, thì các bạn cũng sẽ hơi vất vả một chút. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ trong khoảng thời gian nhất thời. Hiện tại các bạn càng cố gắng bao nhiêu ấy, thì tương lai các bạn lại càng thu được những kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu trong thời gian này dấu hiệu tốt đẹp. Vợ chồng thì đã biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Nên là gì, nhiều công việc lớn nhỏ gì nó đều được giải quyết một cách hanh thông và thuận lợi. Hai người cùng là cái nguồn động lực lớn cổ vũ cho cái nửa kia cùng nhau phát triển trong tương lai. Vậy nên đây cũng là một con giáp cực kỳ may mắn đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Tiếp theo, tuổi thứ ba chúng ta xét đó là tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung tuần này không phải là cái khoảng thời gian thuận lợi trên phương diện sự nghiệp của những người tuổi Dần. Vì thế các bạn tập trung vào công việc của mình, không được lơ là trong cả những cái công việc quen thuộc để gì tránh những cái sai sót nó xảy ra. Bên cạnh đó, tài chính thì có khởi sắc vào cái thời điểm đầu tuần. Với những người đã có đôi có cặp, con giáp này tỏ vẻ khá là thờ ơ với nửa kia,
Thậm chí, dù có bị hiểu nhầm đi chăng nữa, thì các bạn cũng không nghĩ đến việc giải thích. Cái thái độ của các bạn có thể sẽ khiến cho khoảng cách giữa đôi bên ngày càng xa cách. Quý vị hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn nếu như mà muốn đối phương hiểu được mình. Vậy nên, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo con giáp thứ tư chúng ta xét đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung tuần này là một tuần khá là xui xẻo đối với những người tuổi Mão. Do đó, khuyên các bạn làm việc gì cũng cần phải suy tính cẩn thận trước sau. Không nên hành động theo cảm tính, kéo tự đẩy mình vào những cái vướng mắc rắc rối. Nếu mà có ai đó đưa ra cho bạn những lời khuyên thì các bạn cũng nên khiêm tốn mà lắng nghe. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi Mão thì trong cái khoảng đầu tuần ấy, các bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ cái lượng khách hàng thân thiết. Tuy nhiên, nếu mà cứ dựa vào đó thì các bạn sẽ nhanh chóng chậm chân hơn so với đối thủ. Nói chung con giáp này cần phải không ngừng làm mới bản thân mình trong các lĩnh vực kinh doanh cũng như học hỏi thêm những kinh nghiệm từ những người khác. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm cũng không có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc tích cực cho lắm. Với bản tính nóng nảy của mình ấy, thì những người tuổi Mão thường xuyên nổi nóng với nửa kia. Nếu mà không để ý đến cái cách hành xử nói năng của mình thì các bạn cũng sẽ rất dễ gây tổn thương đối với đối phương. Trong khoảng thời gian này thì lại thêm nhiều hung tinh nó chiếu mệnh nữa, nên là các bạn cũng cần phải cẩn thận đấy. Nếu mà có việc cần phải xuất hành đi xa đấy, trước khi rời nhà thì các bạn cũng chỉ chọn cái ngày lành tháng tốt để được may mắn và bình an hơn. Vậy nên để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo thứ năm chúng ta cùng xét đến đó là những người tuổi Thìn. Nói chung ấy, trong cái tuần mới này, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 âm lịch ấy, thì những người tuổi Thìn được trải qua một khoảng thời gian ngập tràn trong cái may mắn. Cát tinh nâng đỡ, nó khiến cho công việc của các bạn xử lý cũng gì hanh thông thuận lợi. Các bạn còn học hỏi thêm được nhiều cái kiến thức hữu ích để phát triển bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, công việc nó hanh thông dẫn đến tình hình tài chính của những người tuổi Thìn cũng có những cái bước phát triển rực rỡ, nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Những người làm kinh tế thì có thể nhận được những khoản lợi nhuận từ những cái mối đầu tư từ trước đó của mình. Nhiều người còn nhận ra cái con đường làm ăn kinh doanh phù hợp với cái khả năng của mình đó. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm thì lại được đào hoa tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên nó cho thấy các bạn ấy xung quanh không thiếu những người săn đón. Các bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó lại có người phù hợp với các bạn. Với những người mà đã có đôi có cặp thì các bạn rất tôn trọng những cái suy nghĩ và những cái cảm nhận của đối phương. Vì thế, trong những cái việc trọng đại thì các bạn luôn trao đổi và bàn bạc với đối phương trước tiên. Nhờ vậy mà vợ chồng luôn đồng hòa và việc gì cũng thể giải quyết được nhanh chóng, thuận lợi, hanh thông. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng ấn được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Thìn. Như vậy rồi, tuổi Thìn cũng là một trong con giáp may mắn được thì thần tài chiếu mệnh trong tuần này. Tiếp đến chúng ta cùng xét đến tuổi thứ 6 là tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, đầu tuần thì những người tuổi Tỵ sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của lãnh đạo. Con giáp này có thể được phân công phụ trách thêm những cái nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định cái vị thế của bản thân. Vậy nên những người tuổi Tỵ hãy nhanh chóng nắm bắt các bạn đang bước những cái bước vững vàng trên cái con đường thăng tiến của mình. Bên cạnh đó, tình hình làm ăn kinh doanh của những người tuổi Tỵ ấy cũng tiến triển khá là thuận lợi trong cái tuần này. Những cái kế hoạch của các bạn đặt ra thì đang có cái bước tiến triển gì ngoài dự kiến. Các bạn có thể không cần phải quá vất vả mà vẫn nhận được cái tiền bạc rủng rỉnh nhờ có sự tin tưởng của khách hàng và sự quyết tâm của các bạn. Tuy nhiên, một vài cái hung tinh cũng chỉ ra rằng các bạn dễ rơi vào trong tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vậy nên, dù có làm việc gì đấy chăng nữa, thì các bạn cũng cần phải đảm bảo cân đối giữa cuộc sống, sự nghiệp. Không nên khiến cho cơ thể nó mệt mỏi, kiệt sức. Nếu có dấu hiệu bất ổn về cái sức khỏe, thì các bạn cũng cần phải đi khám chữa ngay. Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm thì nhìn chung ấy, cũng không có nhiều cái biến động quá lớn. Nếu muốn thoát khỏi cái cảnh độc thân,
thì các bạn nên chủ động hơn nữa trong công việc. Nói chung ấy, cũng không nên sống mãi trong thế giới riêng của mình. Trên thực tế, tình yêu cũng sẽ làm cho cái cuộc sống của bạn thêm tươi đẹp hơn. Vì thế, để gia tăng thêm may mắn hạnh phúc cho mình thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân nhé. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ 7 là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp may mắn. Tuần này có thể coi là cái thời gian mà gì casting nó soi chiếu với những người tuổi Ngọ. Bản mệnh nói chung là cũng được cấp trên nâng đỡ và đồng nghiệp thì trợ giúp hết mình, khiến cho sự nghiệp nó phát triển được như ý, thuận lợi hay không. Tuy nhiên, các bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, chứ đừng quá phụ thuộc vào cái vận may của mình. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Ngọ cũng có những cái khởi sắc nhất định. Vì thế mà các bạn có thể là gì thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng, lo nghĩ quá nhiều. Bên cạnh đó, quý vị cũng không nên vội vàng đầu tư một cách là gì mù quáng vì muốn kiếm cái lợi nhuận một cách nhanh chóng. Cái sự tham lam có thể khiến các bạn rơi vào cái cảnh là gì sôi hỏng bỏng không. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong ngày hôm nay nó cũng như một cái lời cổ vũ. Chỉ cần các bạn quyết tâm làm việc thì không có việc gì có thể làm khó được các bạn. Thậm chí thành công còn nằm trong ngay tầm tay của các bạn. Vì thế, khi đứng trước những khó khăn hay là những cơ hội thì các bạn hãy mạnh dạn tiến bước. Trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Ngọ là quan hệ vợ chồng cũng chưa thực sự được êm ấm khi mà hai người không lúc nào tránh khỏi cái tình trạng là cãi cọ. Lúc lại gì êm ấm ngọt ngào, hai người cần hạ cái tôi của mình xuống và không nên cư xử một cách trẻ con quá. Nếu không ấy, người ấy có thể làm bạn phật lòng ấy, thì các bạn hãy bao dung hơn và tha thứ cho đối phương. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ 8, đó là tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung trong tuần mới thì người tuổi Mùi sẽ có cơ hội được thăng tiến trong tương lai. Cái cơ hội thăng quan tiến chức nó sẽ đến trong tuần này. Các bạn vốn là những người nghiêm túc trong công việc, lại không ngại nhận thêm những cái nhiệm vụ khó khăn nên được lãnh đạo đánh giá rất là cao. Những gì mà các bạn nhận được thì hoàn toàn xứng đáng với những cái gì mà các bạn bỏ ra. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Mùi trong thời gian này thì có những khởi sắc nhất định vào cái thời điểm giữa tuần và cuối tuần. Như thế có nghĩa là các bạn sẽ phải vất vả hơn để kiếm tiền so với người khác. Con giáp này cũng sẵn sàng làm việc ngay cả khi mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì vậy, cái khoản tiền kiếm được cũng sẽ dư giả hơn rất nhiều là cái điều hiển nhiên. Có điều là một vài cái hung tinh nó cũng chiếu mệnh trong khoảng thời gian này. Nó mang lại cái điềm báo các bạn cần phải quan tâm đến cái sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân trong gia đình. Các bạn cần phải tập trung chú ý khi mà tham gia giao thông cũng như là lao động chân tay để đề phòng những cái sự cố đáng tiếc nó có thể xảy ra. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Mùi thì cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực và được cải thiện trong thời gian này. Bản mệnh và nửa kia đã thẳng thắn với nhau nên là nhiều cái hiểu lầm cũng sẽ được hóa giải. Sau khi trải qua những cái biến cố thì hai người đã biết trân trọng và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Thân là con giáp thứ 9 đó. Thưa quý vị, nói chung trong tuần mới này thì sự nghiệp của những người tuổi Thân nhìn chung là phát triển khá thuận lợi. Bản mệnh có thể tự hoàn thành được những công việc được giao và chứng minh được cái khả năng của mình, khiến cho đồng nghiệp cũng phải nhìn các bạn bằng con mắt khác xưa, không thể đưa ra những cái lời dị nghị. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh cũng chớp được cái thời cơ vào những cái thời điểm cuối tuần, nên là cũng dễ dàng kiếm được một khoản tiền dư giả. Đây cũng chính là một khoản vốn mà các bạn có thể tiếp tục đầu tư vào những cái dự án để triển vọng ở trong tương lai, giúp cho gì tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn. Thêm nữa, lại được nhiều cái casting nó chiếu mệnh, nó cũng mang thêm nhiều cái may mắn cho những người tuổi, cho những người tuổi Thân. Quý vị hãy nhớ rằng chỉ cần các bạn bỏ công sức thì sẽ gì được đền đáp một cách xứng đáng, thậm chí
là thách thức bất ngờ xuất hiện thì cũng là cái cơ hội để các bạn rèn luyện và tiến bộ hơn nữa. Tiếc rằng cái phương diện tình cảm của các bạn trong thời gian này cũng không được như ý muốn. Dường như là nửa kia vẫn chưa thực sự thấu hiểu bạn. Xong, các bạn đừng vì thế mà buồn lòng. Hai người chỉ cần gì có thêm thời gian để trò chuyện thì mọi sự sẽ gì được giải quyết một cách hanh thông. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Tiếp theo, chúng ta xem người tuổi thứ 10, đó là tuổi Dậu. Quý vị thân mến, nói chung những người tuổi Dậu cũng không nên cư xử ngạo mạn trong các mối quan hệ, đặc biệt là ở nơi công sở. Dù các bạn vừa gặt hái được những thành tích cao đi chăng nữa, thì cũng đừng vì thế mà coi thường người khác. Đối thủ có thể nhân lúc các bạn lơ là để mà vượt qua các bạn bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, tiền bạc có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc trong thời điểm cuối tuần này. Có lẽ những cái khoản đầu tư trước đó cũng đã đem về cho các bạn một cái khoản lợi nhuận dư giả. Những người làm kinh doanh buôn bán thì nắm được cái xu thế của thị trường nên đi tắt đón đầu, kiếm về nhiều tiền hơn hẳn so với đối thủ. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cũng có một vài cái dấu hiệu là hung tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên nó có cái dấu hiệu bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong cái thời điểm này. Vì thế, các bạn hãy có một cái kế hoạch chi tiêu tài chính hợp lý, không nên mua sắm những cái món đồ không thực dụng với cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, quan hệ vợ chồng thì vẫn chưa thực sự yên ấm khi mà hai bạn thường xuyên khắc khẩu với nhau. Đã là người cùng một nhà rồi thì quý vị không nên chuyện bé xé ra to. Các bạn cũng nên bao dung hơn với những cái lỗi lầm của đối phương, nhất là khi người ấy không hề cố ý mắc sai lầm. Đó. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Tiếp theo, chúng ta xét tuổi thứ 11, đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, nói chung trong cái tuần mới này thì từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Tuất có thể gặt hái được những thành công như ý. Nói chung ấy, bản mệnh luôn cố gắng và dành nhiều tâm huyết cho công việc của mình. Điều đó cũng được các lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao và sẵn sàng dành cho bạn những lời động viên, khen thưởng xứng đáng. Bên cạnh đó, tình hình làm ăn kinh doanh thì càng đến cuối tuần ấy, thì lại càng gì phát triển được rực rỡ. Con giáp này có thể được ký kết những hợp đồng với những cái đối tác lớn, đảm bảo cái việc làm ăn và cái nguồn tiền lời lãi từ nay về sau sẽ được gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời, các khoản đầu tư trước đó của các bạn cũng đem về cho các bạn một cái khoản tiền ổn định. Có điều, sự xuất hiện của một vài cái hung tinh nó cũng sẽ khiến cho các bạn cần phải có chừng có mực, nhất là với những chuyện chi tiêu. Nếu không, dù dùng dính đến đâu ấy, thì cũng dần dần bị rơi vào cái cảnh cháy túi, thậm chí là phải vay mượn những người xung quanh để sống qua ngày đoạn tháng. Thêm nữa, chuyện tình cảm trong thời gian này nó cũng diễn ra rất là êm đềm. Dù các bạn bận rộn đến mấy thì các bạn và nửa kia vẫn luôn dành cái thời gian để trò chuyện và chia sẻ những cái chuyện với nhau. Hai người có nhiều cái quan điểm trùng khớp trong công việc và trong cuộc sống. Vì thế, ngoài là vợ chồng thì hai người còn có thể coi nhau là tri kỷ. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo, con giáp cuối cùng trong ngày hôm nay thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi, con giáp thứ 12. Thưa quý vị, nói chung ấy, sự nghiệp của những người tuổi Hợi sẽ có những bước tiến triển, nói chung là khá là chậm chạp trong cái tuần này. Dường như là các bạn không tìm được cái tiếng nói chung với cấp trên, nên công việc ấy, lúc nào nó cũng vấp phải những khó khăn. Đến cuối tuần thì mọi chuyện mới có cái dấu hiệu được cải thiện. Nói chung ấy, tình hình tài chính của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng có nhiều cái biến động. Điều đó nó cho thấy các bạn cần phải xem xét lại cái phương thức làm ăn kinh doanh của mình. Nếu mà có điều gì mà chưa thực sự hợp lý thì các bạn cần phải thay đổi ngay. Nếu mà cứ đi mãi theo một cái lối mòn ấy, thì các bạn cũng thì sẽ dần dần tụt lại so với đối thủ. Thì ngoài ra ấy, cũng có sao xấu nó chiếu mệnh trong thời gian này. Vậy nên quý vị cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình.
Cho dù công việc có bận rộn, áp lực đến đâu đi chăng nữa, thì các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện tập thể dục thể thao ấy một cách điều độ và có sống để có giờ có giấc, đừng có phung phí sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm cũng để không có nhiều cái chuyển biến tích cực. Dường như các bạn vẫn để còn để tâm quá nhiều đến những cái chuyện trong quá khứ, nên chưa thể mở lòng với bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu các bạn cứ thu mình lại như vậy, thì các bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ những cái mối lương duyên tốt đến với mình. Vậy nên, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn, thuận lợi về tài lộc cho mình, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái tuần mới từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 âm lịch, cũng như là vận trình tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới này. Đấy. Và trong 7 ngày tới đây, trong tuần mới thì chúng ta sẽ có 5-6 con giáp cực kỳ may mắn. 1 là tuổi Thìn, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Ngọ, 5 tuổi Mùi và 6 là những người tuổi Thân. Đây là 6 con giáp dễ được phúc lộc trời ban trong cái tuần mới từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.